Xin chào. Mới đây, Tổ chức Liêm chính Tài chính Toàn cầu GFI đã đưa ra thông tin cáo buộc rằng Việt Nam là quốc gia đứng đầu thế giới về hoạt động rửa tiền. Trong video này, mình sẽ không nói bất cứ quan điểm gì về cáo buộc trên. Thay vào đó, mình sẽ chia sẻ với các bạn những kiến thức cơ bản về rửa tiền và những thủ đoạn rửa tiền rất tinh vi. Biết đâu xem xong video này, bạn sẽ nhận ra đâu đó xung quanh mình có những người đang rửa tiền. Nếu các bạn đã hào hứng muốn biết thì chúng ta cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên, rửa tiền là gì? Tiến sĩ Lê Thẩm Dương đã từng ví von rửa tiền cũng như giặt quần áo. Muốn quần áo bẩn thành sạch thì phải giặt, còn muốn tiền bẩn thành sạch thì phải rửa. Thực ra ví von như vậy hơi mơ hồ. Để dễ hiểu nhất, bạn hãy tưởng tượng bạn là một thằng tội phạm. Có thể là trộm cắp, có thể là buôn bán hàng cấm, buôn ma túy hay tham nhũng cũng được. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội thì bạn kiếm được một khoản tiền. Khoản tiền này chính là tiền bẩn vì do làm việc xấu mà có. Bây giờ có tiền trong tay, bạn không thể cứ thế mà mang ra tiêu xài được vì sẽ bị người ta nghi ngờ. Bỗng dưng, tại sao bạn lại có nhiều tiền thế? Vậy nên bạn phải tìm cách biến khoản tiền của mình trở nên hợp pháp, hay còn gọi là biến thành tiền sạch. Đương nhiên khoản tiền này phải tương đối lớn mới cần rửa, chứ bạn trộm cắp hay tham ô vài chục triệu thì chẳng cần phải rửa. Vì vài chục triệu đối với một người là rất bình thường và dễ dàng làm ra bằng những công việc chân chính. Còn khi nào bạn đang đi xe máy, làm phụ hồ mà bỗng mua được ô tô, xây nhà 5-7 tầng thì rõ ràng là có gì mờ ám bên trong rồi. Vậy thì làm thế nào để rửa tiền, hay nói theo đúng nghĩa là làm thế nào để biến những đồng tiền có nguồn gốc đen tối thành những đồng tiền có nguồn gốc hợp pháp, thoải mái tiêu xài mà không sợ công an nghi ngờ, mà nếu có bị công an hỏi thì cũng đã có sẵn nội dung để giải trình. Thực ra rửa tiền cũng như kiếm tiền thôi. Có vô vàn cách kiếm tiền thì cũng có vô vàn cách để rửa tiền, tùy thuộc vào độ tinh quái và óc sáng tạo của bạn. Nhưng sau đây mình sẽ bày cho bạn một số thủ đoạn rửa tiền đơn giản và phổ biến nhất. Phương pháp rửa tiền đầu tiên, đó là chia nhỏ số tiền ra để sử dụng. Quá đơn giản phải không? Nếu bạn có một số tiền khổng lồ, bạn dùng ngay một lúc thì sẽ bị lộ. Nhưng nếu bạn chia nhỏ ra và sử dụng từng chút một, lập thật nhiều tài khoản ngân hàng, mỗi tài khoản gửi một ít, mua vàng bạc, đô la cất đi, mỗi ngày tiêu một chút, cộng với kiếm thêm một công việc và chịu khó làm lụng. Dù thua lỗ hay không kiếm ra được tiền, bạn cứ thông báo với thiên hạ rằng chính công việc này làm thu nhập của bạn tăng cao, nên bạn càng ngày càng giàu là điều bình thường. Và như vậy thì không ai nghi ngờ sự giàu lên của bạn nữa. Phương pháp thứ hai chỉ hơi khác với phương pháp đầu tiên một chút, đó là mua tài sản cho vợ con, cháu chắt, ông bà nội ngoại đứng tên, để khi có ai hỏi đến thì bảo rằng đó không phải là của mình, là của vợ, của con mình làm ra. Nếu bạn còn nhớ căn biệt thự của Trịnh Xuân Thanh đứng tên bởi bố ông ta thì chính là nó đấy. Mà nếu mua hết cho người nhà rồi mà vẫn dư tiền thì mua luôn cho ông hàng xóm đứng tên, xem như trả công nó chăm vợ lúc mình đi vắng, vừa giữ được tiền vừa thêm được ơn. Phương pháp thứ ba là kinh doanh đầu tư. Đây là phương pháp rất hay và khó quản lý, bởi vì kinh doanh có thể lỗ rất nhiều, có thể lãi rất lớn, nên đùng một cái bạn giàu lên rất nhiều cũng là chuyện bình thường. Mà hoạt động kinh doanh thì không dễ gì mà kiểm tra và quản lý khi mà những chứng từ sổ sách đều làm giả, ghi khống được. Cứ dựng lên một công ty, ném vào đó ít tiền để hoạt động, rồi lãi lỗ gì mà kệ nó, cứ thông báo rằng lãi và lãi liên tục cho thiên hạ biết. Thế là tiền bẩn trở thành tiền sạch do kinh doanh phát đạt mà có. Hoặc nếu rửa tiền với số lượng nhỏ hơn, bạn có thể mua vài mảnh đất, dựng vài cái nhà nhỏ nhỏ tầm vài tỷ, rồi bán cho người khác, bán lỗ cũng được, rồi lại mua, lại bán tiếp. Và đương nhiên vẫn phải thông báo cho thiên hạ biết rằng kinh doanh bất động sản của mình gặp thời thế, nên mình giàu lên nhờ kinh doanh chứ không phải do tiền bẩn. Phương pháp thứ tư, gửi tiền ra nước ngoài. Có lẽ bạn đã nghe đâu đó thông tin rằng Việt Nam tuồn tiền đô ra nước ngoài lên tới hàng chục tỷ. Mặc dù có thông tin rằng trong đó có cả tiền bẩn, nhưng mình thì chỉ nghĩ đó là tiền đầu tư làm ăn. Nhưng để rửa tiền theo cách này thì việc bạn cần làm là gửi tiền ra nước ngoài bằng dịch vụ ngầm hoặc chính thống. Nhưng chẳng ai dạy gì mà gửi một cách công khai. Sau khi gửi xong, bạn có thể sang đó sinh sống và tiêu tiền, hoặc là nhờ người gửi lại Việt Nam để tiêu. Nếu về Việt Nam, bạn sẽ giải thích rằng đó là tiền kiều hối do người thân ở nước ngoài gửi về. Rất khó để xác minh một khoản tiền ở nước khác. Vậy là tiền trở nên sạch và được phép tiêu xài rồi.
Thêm một phương pháp nữa, đó là chơi bạc. Ở những nơi cho phép chơi bài bạc hợp pháp, bạn có thể rửa tiền bằng cách mang những khoản tiền bẩn đến và mua thật nhiều những đồng xu quy đổi. Sau khi mua xong, bạn sẽ chỉ chơi với một số lượng ít thôi. Số còn lại thì bạn mang ra đổi ngược thành tiền và mang về tiêu. Nếu có ai hỏi thì bạn trả lời rằng bạn giàu lên nhờ chơi thắng bạc thì sẽ chẳng có ai nghi ngờ bạn nữa. Chỉ cho các bạn vài chiêu vậy thôi, nhiều nữa thì nguy hiểm lắm. Đùa thôi, đây là những thủ đoạn phổ biến mà các đối tượng xấu thường sử dụng để rửa tiền. Mình chia sẻ với các bạn để các bạn nắm và biết đâu phát hiện ra trường hợp nào rửa tiền thì tố cáo với công an. Còn nếu có ý định kiếm tiền bẩn và đi rửa thì trước sau gì cũng phải đứng trước vành móng ngựa mà thôi. Kể cả khi không bị phát hiện thì cuộc sống của bạn cũng chẳng thoải mái, thư thái được đâu. Mình rất tin vào luật nhân quả, ai làm việc gì thì sẽ nhận hậu quả tương xứng. Dù có thể bên ngoài như không bị quả báo gì, nhưng trong thâm tâm thì chắc chắn là rất mệt. Thêm một thông tin nữa cho các bạn lưu ý là tội phạm rửa tiền ở Việt Nam có thể bị xử tội đến 15 năm tù. Thực ra thì mình thấy mức này vẫn còn nhẹ, cần phải tăng thêm hình phạt để răn đe. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu muốn làm về chủ đề gì, các bạn cứ comment nhé. Mình sẽ làm video để chia sẻ và giải đáp những thắc mắc của các bạn. Không liên quan, nhưng nếu bạn nào có nhu cầu học tiếng Anh, có một số khóa học mà mình rất thích và muốn chia sẻ với các bạn, link mình để ở phần mô tả, biết đâu nó sẽ phù hợp với bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.